Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm 14 Tây tháng 9 năm 2017. Chương trình khai dân trí. Chết cha, khai dân trí số mấy ta? Chương trình khai dân trí số 225. Bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dân trí số 225, Lisa mời quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là Đêm Trên Đỉnh Sầu nha. Ngày tháng qua dần, tôi đi đang hiên ngang giữ tình đất mẹ tô đẹp lớn.
làm trai phải đi ra để mà giữ lấy quê hương. Bài nhạc rất là ý nghĩa. Lisa gửi đến tất cả những chiến sĩ ở trong bóng đêm ở tại Việt Nam nha. Cảm ơn các em và cảm ơn những người chiến sĩ đã ngày đêm để mà vấn đề là miệt mài coi những cái tình hình để mà hành động cho chị. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến các bạn ngày 14 tây tháng 9 2017 như sau. Chị Lisa ơi, chị Lisa, ba sạch của chị đã ghé thăm một xưởng nội thất ở Đại Từ, Thái Nguyên, đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng khoảng vào 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9 2017. Mọi người đang an giấc ngủ thì chiến sĩ âm thầm đã đưa một ngọn lửa theo kế hoạch ba sạch đã được âm thầm đốt lên trong một xưởng gỗ với diện tích gần 6.000 mét vuông ở tại Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên. Với sự chuẩn bị chu đáo, ngọn lửa đã lan rộng một cách nhanh chóng và đã bùng lên trong 4 tiếng đồng hồ, đã thiêu rụi và sạch sẽ hoàn toàn nhà xưởng kinh doanh trên 6.000 mét vuông, đã đốt sạch toàn bộ hàng hóa và nội thất kinh doanh, đã gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng tiền gia hồ, gồm có đồ gỗ, chăn ga, gối điểm, hệ thống máy đục vi tính và toàn thể hệ thống máy móc chế biến khâu sản xuất. Sau đó, đám cháy lại lan ra thêm, đốt luôn khu nhà ở của chủ xưởng, làm sạch sẽ toàn bộ tài sản của chủ nhà xưởng này. Thiệt hại ban đầu đã lên tới 8 tỷ đồng ước tính, nhưng thật ra đã gấp đôi, tức là thiệt hại trên 16 tỷ hiện thời bây giờ. Vui ghê chưa? Các bạn thấy vui không? Ờ, tan quán mà. Đây, nguyên một cái vấn đề là nhà xưởng bắt đầu là kêu bằng là tan quan. Đó, các bạn thấy 6.000 mét vuông nghe. Đó, các bạn thấy không? Đó, rộng ghê không? 6.000 mét vuông luôn. Trời ơi là trời, 6.000 mét vuông luôn nha các bạn. 6.000 mét vuông luôn. Cho tụi bay biết thế nào là lễ độ để bỏ tật mất dạy nha. Ta cho bỏ cái tật mất dạy. Đây là những này là khu nhà mà 1 giờ sáng bắt đầu là ngọn lửa bùng lên. Có người đã chụp được và đã những này là gửi cho Lisa. Các bạn thấy trong đêm ánh lửa nó sáng cả một vùng trời không? Hãy tiếp tục nữa cho chị. Phải thực hiện cho chị nha. Để coi coi đảng đỉ tôi bay cỡ nào nha. Chị Lisa ơi, sau khi đã đốt cháy xong thì tiếp tục ba sạch lại hoành hành như là cơn bão chính trị vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 9 2017 tại khu phố Lý Tự Trọng, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái ở tại Quảng Ninh. Một chiếc xe ô tô sang loại Mercedes GLC 250 mang biển số 14A11109 trị giá trên 2 tỷ đồng trong khu phố đã bị một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy lại gần và quăng một vật gì đó vào trong ô tô rồi bỏ chạy. Ngay lúc đó thì chiếc ô tô đã nổ một cái âm đùng một tiếng thật lớn rồi bốc cháy dữ dội. Chiếc xe Mercedes trị giá trên 2 tỷ đồng và tiền vàng ở trong xe chắc chắn là của những lũ bưng bô hoặc là của lũ chó đẻ đảng đỉ cộng sản, cho nên đã thiêu hủy hoàn toàn chiếc xe Mercedes này. Một số tài sản ở trong xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại cái khung. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và báo chí cũng đã nói nguyên nhân nào, lý do nào mà tại sao di xe giường nằm và tất cả những loại xe bây giờ chuẩn bị càng ngày càng đốt cháy. Tôi phải tìm nguyên nhân đi. Chiếc Mercedes đã cháy, nằm trơ trụi luôn, bể nổ một cái đùng luôn. Các bạn thấy rõ ràng không? Các bạn thấy rõ ràng tôi nói vui như ngày tế hội. Đốt nhà của những thằng khốn nạn mất dạy theo đảng đỉ luôn cho chị nha, đốt luôn cho bỏ cái tật mất dạy nghe chưa. Chị Lisa ơi, chị Lisa,
phải nói là chị lợi hại thiệt. Đảng Cộng sản bây giờ tía đái ở trong quần, đang cầu diện thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, đang cầu hòa với chị, lại lục chị, để chị đừng có kích động kêu gọi đứng lên ba sạch phá đảng đĩ, làm cho kinh tế kiệt quệ, gây ra đời sống xôn xao. Chị ơi là chị, đốt cháy tòa nhà doanh nghiệp Vina TNT Group cao 6 tầng ở tại trung tâm thành phố Hồ Chó Đẻ chị ơi. Trời ơi, 6 tầng lầu luôn đó chị. Khoảng 19 giờ tối ngày 13 tháng 9 2017, người dân phát hiện lửa cháy đỏ rực ở tầng thượng tòa nhà cao 6 tầng Vina TNT Group. Theo các nhân chứng, lúc xảy ra cháy tòa nhà đã khóa chặt cổng lại ở bên trong mà không hiểu sao ngọn lửa đã đi đến. Có nhiều người người ta giả tưởng rằng là một chiếc máy bay, vấn đề là đồ chơi, đã âm thầm treo một bọc xăng toàn ten và mồi lửa, cho nên dùng remote control đã điều chỉnh đến ngay tầng thượng hoặc là đi vào trong cửa sổ của tầng thượng, và sau đó chiếc máy bay này ngã xuống và bình xăng đã chảy ra, bể ra, và ngọn lửa đã bắt đầu cháy mẹ nó lên ở tầng 6 bởi đóng cửa chặt cổng lại nhưng mà vẫn bị cháy chị ơi. Bên trong chỉ có một nữ tạp vụ hốt hoảng chạy ra ngoài. Do vị trí cháy ở tầng cao không tiếp cận được, người dân phải leo lên tầng thượng nhà lân cận để dập lửa. Đến 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã dập tắt, nhưng cảnh sát phải cháy cho cháy, vẫn phải phun nước để làm mát. Một lãnh đạo phường 9 quận 3 có mặt tại hiện trường cho biết vụ cháy tuy không gây về thương tích, nhưng người nhưng đã gây thiệt hại cho tòa nhà doanh nghiệp Vina TNT Group này. Điều đáng nói là tất cả công nhân đã được rời khỏi tòa nhà này thì ngọn lửa mới bốc lên cháy. Rõ ràng đây có một bàn tay nhúng vào để mà làm nên sự kiện này. Vina nha các bạn. Vina, chữ Vina các bạn thấy không? Nó cháy sao ngộ lắm. Tức là công nhân về nhà ngủ hết trơn rồi tự động nó mới cháy. Chứ mà công nhân còn làm việc thì nó không có cháy đó. Các bạn thấy Vina không? Vina rất nha, 6 tầng lầu nha. Đó, ba sạch nó khôn ghê vậy đó. Nó lựa sao mà vấn đề là công nhân về nhà ngủ mẹ hết trơn rồi nó mới chịu cháy. Chứ công nhân ở đó nó không có cháy. Đó, thấy người dân người ta xôn xao, người ta bàn tán không? Người ta nói trời ơi là trời, không biết làm sao mà cái ngọn lửa này sao mà nó lửa, sao mà trúng cái ngày, cái đêm mà công nhân về nhà ngủ hết trơn thì tự động nó mới cháy. Chứ có công nhân làm việc đâu cháy. Tao nói ngộ vậy đó, vui vậy đó. Tao nói là những này là chuyện lạ, trên những này là kêu bằng là đời là nó vậy đó. Cứ hễ mà công nhân đồ kia đi về nhà trơn là tự động nó phần lên nó cháy. Còn mà công nhân mà làm việc đông đồ kia đó sợ chết người. Trời ơi, cái ngọn lửa ba sạch này nó cũng coi nó thương dân Việt Nam dữ lắm nè. Đúng như vậy đó. Không, con người là vốn quý, cho nên không có tàn sát sinh linh nữa. Chỉ có những kẻ bưng bô, chỉ có những thành phần dư luận viên là đốt cháy nó thôi. Chứ ngoài ra là không bao giờ mà giết người dân thường vô tội. Cho nên công nhân về nhà ôm vợ, ngủ nghe ở trong chăn im niệm ấm, thì bắt đầu ngọn lửa ba sạch mới phần lên cháy và thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng như vậy. Chị giữa ta chị vui mừng. Cơn bão kìa, nó ào vô rồi kìa. Ở bên Mỹ này đó, người ta bị bão, cái bên Việt Nam nhảy cận cận lên cái lũ đảng đĩ. Mỹ thiệt hại 180 tỷ, tưởng sao vừa qua cơn bão cái tự động người ta vấn đề là kêu bằng là làm ăn lại đầy đủ hết rồi. 180 tỷ của Mỹ nó giống như là 1.800, vấn đề là kêu bằng là 18.000 đồng tiền Việt Nam già hồ. Các bạn thấy nước Mỹ nó giàu không? Tao báo cho đảng đĩ tụi bay mỗi một ngày làm ăn với thằng Canada thôi, nước Mỹ vô 2 tỷ đô la. Một ngày mà làm ăn thôi. Còn 196 nước mà đóng thuế để mà nhập hàng vô trong Mỹ này để bán, mỗi một ngày nước Mỹ có thể gom vô thặng dư khoảng 100 tỷ đô la. Một ngày mà dư 100 tỷ đô la thì cái cơn bão mà đi qua tao cho 2 ngày thì kể như nước Mỹ đã phục hồi, không có gì xi nhê gì. Chỉ cần 2 ngày thôi mà không cần phải lấy thuế của người dân ở Mỹ, lấy thuế của tất cả các nước đưa vào Mỹ, trong đó có lũ đảng đĩ của tụi bay. Tụi bay vô nước Mỹ chuẩn bị hàng quá, tụi bay là sẽ đánh cao lên đập đầu tụi bay, chết con gái mẹ tụi bay luôn cho bỏ tật. Tụi bay ngồi đó, tụi bay bắt đầu tụi bay nói chuyện mất dạy. Nha.
Chị ơi, chị ở Hải Dương đã bắt tại trận bí thư và phó bí thư đã đánh bài đó chị. Nó thanh trần lẫn nhau đó em. Chứ thằng chó đẻ nào ở trong tổng nó cũng đánh bài hết trơn á. Nó cũng là những này là cờ bạc khốn nạn hết trơn. Tại vì tiền nó ăn hối lộ của người dân. Nó quánh một bàn cờ tướng là hả 10.000 đô la là em nghĩ đi. Cái chuyện này lâu rồi. Chị ơi, là chị vào khoảng ngày 11 tháng 9 2017 ở tại Hải Dương đó chị, đã bắt tại trận thằng bí thư chủ tịch xã đánh bạc. Bí thư và chủ tịch xã cùng cán bộ ở xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã bị lũ công an của phe Trọng Lũ bắt giữ khi đang đánh bạc ở tại trụ sở Ủy ban Nhân dân đó chị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang là thằng Nguyễn Tiến Tần đã xác nhận 6 người gồm lãnh đạo và cán bộ xã Vạn Phúc đã bị bắt giữ chị ơi, đã bị khởi tố về tội đánh bạc và chính quyền huyện Ninh Giang đã thi hành các quyết định kỷ luật về mặt đảng, tức là cắt hết những chức vụ liên quan đối với 6 cán bộ này, khai trừ ra khỏi đảng luôn 6 thằng khốn nạn này. Trong số đó có một cán bộ bị cao cấp là bí thư và chủ tịch xã Vạn Phúc. Mày về giường mày cắm câu đi, rồi mày đập đầu mày tạ tội với gái mày. Mày cái thằng khốn nạn bí thư với chủ tịch, tao nói mày rồi, lúc mà mày còn đang làm đó thì mày quậy mẹ nó lên đi không nghe lời tao, để bây giờ mẹ nó quách bài có chút xíu vậy đó. Mà vấn đề là bây giờ nó cắt mẹ chức vụ ở trên đồ, cái thứ ăn ruột cùng rùa. Tao nói cái lũ của tụi bay là cái lũ mà đầu bò ốc chó nó luôn. Thở đền nay cả một cuộc đời phục vụ cho đảng, tưởng sao có một cái lỗi chút xíu như vậy nó khai trừ khỏi đảng, nó cắt toàn bộ chức vụ lãng quản, nó thử hình tụi bay, nó cho tụi bay chết con gái mày nha, tụi bay luôn cho bỏ tật, tụi bay ngục. Tao nói cái lũ tụi mày là cái lũ ngu, cái lũ ngục mà tao nói hoài không nghe. Trong khi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là kêu bằng đó áo dâm gần 1.000 em thiếu niên, em thiếu nhi ở tại Việt Nam không ai rờ tới cọng lông chân đó. Còn tụi bay là bây giờ nó làm vậy đó cho bỏ tật tụi bay. Thằng chó đẻ Trọng Lũ bán nước có ai giật được một sợi lông của nó không? Tao cho tụi bay đó, đây là một bài học cho tất cả những thằng đảng viên, cho tất cả những thằng nào ngu xuẩn dốt nát nghe. Đấy, đấy. Chị biết không chị, trời ơi trời, có nhiều thằng chủ tịch nó đã từng vỗ ngực là nó 37 tuổi đảng, còn thằng bí thư là 40 tuổi đảng, tức là 40 năm đi vào đảng, để mà vấn đề là kêu bằng ở lạc làm con dê, làm con chốt thí cho đảng tuyên truyền đó chị. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nó kiếm chuyện vánh bài, nó cắt toàn bộ chức vụ, nó khai trừ khỏi đảng, trong tương lai nó nhốt tù cho chết con gái mẹ nó luôn đó chị, cho bỏ tật ngu. Chị biết không, vào trưa 5 tháng 9, công an huyện đã nhận được tin mật báo của một nhóm cán bộ xã Vạn Phúc, nhưng đây là đang tổ chức đánh bạc ở ngay trụ sở Ủy ban Nhân dân. Khi lực lượng công an huyện đã nhận được và đã đi tới, một số người đã bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng công an trinh sát đã khống chế và bắt giữ. Tới chừng bắt ra mới tá quả ra toàn là bí thư, toàn là chủ tịch, toàn là đảng viên 30 tuổi đảng, 40 tuổi đảng không đó chị. Ngày 7 tháng 9 cho đến 9 tháng 9, công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với nhóm cán bộ cao cấp ở xã Vạn Phúc. 6 cán bộ bị bắt gồm có thằng Phạm Phú Khơi. Thằng Phạm Phú Khơi này là thằng bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, 40 năm tuổi đảng, bây giờ bị cắt chức khỏi đảng, cho đi về vườn, cho vô tù ngồi gỡ lịch. Kế tiếp là thằng Phạm Văn Chuộng là phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân. Kế tiếp là thằng khốn nạn Phạm Khắc Thả, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kế tiếp là thằng Trần Văn Giới, cán bộ dân phòng. Kế tiếp là thằng Phạm Hữu Khiêm, cán bộ đài truyền thanh. Và kế tiếp là thằng Nguyễn Bắc Thuấn là cán bộ địa chính xây dựng. Theo như tất cả những người này đã nghe báo cáo của công an huyện, lãnh đạo huyện và huyện đã đi tới thống nhất là quyết định khai trừ khỏi đảng, kỷ luật đảng, cắt chức toàn bộ 6 cán bộ này và truy tố hình sự. Và sau đó chị ơi, sau khi 6 thằng này bị bắt rồi thì phe thằng Trọng Lũ đã ngồi họp lại và hiện nay nó cho biết rằng là xã Vạn Phúc đang xảy ra tình trạng thiếu cán bộ trầm trọng. Cho nên phó bí thư và phó chủ tịch xã hiện đang đề xuất với thằng Trọng Lũ để đưa tình báo qua Nam Từ ở Hà Nội vào để mà phải kiêm nhiệm một lúc nhiều vị trí và được bổ nhiệm ngay. Đó, tao nói cái trò chơi mãi võ sơn đâm là như vậy đó.
Thằng Tổng Lú mày làm nhiều nhiều nữa đi. Mấy cái thằng mà những này là ở miền Tây đó, tao chỉ cho những cái lũ mà ở trong Nam Cộng đó ha. Nó bắt đầu vợ bé có nè, nó chơi đĩ có nè. Lựa những con nào mà đẹp như Lý Nhã Kỳ mà ở bên vấn đề là kêu bằng là Trung Hoa đó biết không? Ở bên vấn đề là Tàu Cộng đó đưa qua chim mồi mấy thằng khốn nạn này cho tao. Sau khi chim mồi được rồi bắt đầu là bắt quả tang là anh không đủ tác phong đạo đức phẩm chất. Thấy cho nên anh có vợ bé vợ mọn cho nên khai trừ khỏi đảng cho bắt vào trong tù luôn. Rồi bắt đầu tôi bay đưa tình báo qua Nam từ ngoài Trung ương đó, tôi bay đưa vô trong những cái tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, nắm đầu hết cái lũ vấn đề là Nam Cộng cho tao. Những cái thằng nào mà từ làm chủ tịch bí thư đó cho đi về giường, con người mà làm gì mà không có sai lầm. Chỉ cần chúng ta nhẫn tâm một chút thì sẽ tìm ra được sai lầm mà thôi. Báo cáo với đồng chí Trọng Lú, ở tại phe miền Nam bây giờ nó ngoan ngoãn, không thằng nào mà nó dám hó hé. Thậm chí có nhiều thành phần bây giờ nó ngoan như con cù, nó rất là vấn đề là ngoan ngoãn. Thằng Trọng Lú nó cười. Lò chúng ta đã nóng rồi, nếu mà không có củi mà thảy vào thì e rằng nó cháy lên, nó nóng như vậy thì sớm muộn nó cũng sẽ tàn. Đồng chí phải nên làm sao mà cho cái lũ miền Nam nó phải kêu bằng tố cáo lẫn nhau, phải là chăm trọt cho người dân, mỗi một người dân là tai mắt của đảng ta, cho nên phải theo dõi tất cả những thằng khốn nạn nào từ bí thư cho tới chủ tịch. Chỉ cần coi coi nó có một cái gì mà chuyện nhỏ chúng ta cũng phải xía ra cho to. Chỉ sợ là các đồng chí không có dám nhẫn tâm với đảng viên. Chỉ cần các đồng chí nhẫn tâm một tí xíu thì tất cả đều có tội lỗi. Từ tội không có, chúng ta tạo dựng cho có tội, rồi có tội nhỏ, chúng ta làm cho có tội lớn, rồi có tội lớn thì chúng ta sẽ cắt chức khỏi đảng để chúng ta đưa người của chúng ta từ ở Trung ương đi vào các tỉnh miền Tây để mà nắm đầu những thằng khốn nạn đầu bò óc chó não lợn ở trong miền Nam cho ta. Hiểu chưa? Mấy thằng chó đẻ đầu bò tao mới hiểu không? Hả? Đó! Cấp trên của tôi bay toàn là những người có thằng Tổng Lú không, từ ngoài Trung ương đi vào không đó. Chỉ cần nhẫn tâm một tí xíu là sẽ thành công mọi chuyện. Chúng ta sẽ đưa người của chúng ta bắt đầu là dày đặc hết. Chứ bởi vì bây giờ nó đã chia năm xẻ bảy như vậy lung lai đến cái thế của chúng ta. Bởi chúng ta là nhóm lợi ích. Thấy rõ ràng khi mà thằng 3X còn nắm quyền, tiền hô hậu ủng, thế lực của nó cỡ nào, phe chúng ta yếu đuối ra làm sao. Đờ giờ phút này chúng ta không thể nhân nhượng được. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí đừng có nương tay. Đó, để tao dùng cho tao, tao giống Trọng Lú để tao nói cho. Đừng có nương tay nha. Bởi vì cái lũ mà ở miền Nam, cái lũ mà Nam Cộng, cái lũ mà khốn nạn này là kêu bằng từ đó tới giờ nó cướp đất của người dân, nó làm cho người dân rất là oán hận. Các đồng chí thấy rõ ràng là dân tình đều cầm đơn từ ra tới Trung ương, ra tới Nguyễn Thị Nhậm, ra tới vườn hoa Mai Xuân Thưởng để mà khiếu kiện đòi đất cát đó sao? Cho nên bây giờ chúng ta phải lợi dụng để mà tận vào lòng dân. Đây là trò chơi chính trị. Cho nên chúng ta cứ việc cho người của chúng ta giả bộ đi vào thôn làng, bắt đầu rỉ tai rằng cứ việc đem đơn lên thưa đi, tố cáo thằng bí thư này cướp đất, tố cáo thằng chủ tịch kia cướp đất, hễ thằng nào mà nó ăn giá đổ đó là cứ việc tố cáo mẹ nó hết. Cứ việc lửa mắt coi coi thằng giá đổ nào mà kêu bằng là giá đổ, tức là nói tiếng miền Nam đấy biết không, thằng giá đổ nào mà nó lên nó làm bí thư hoặc chủ tịch là cứ diệt suối cho nhân tình phải đi ra Trung ương để thưa gửi đi em. Rồi bắt đầu ăn cướp coi coi ở xóm ở làng, coi coi vấn đề là kêu bằng cái mà nó có tội lỗi gì để mà chuẩn bị thanh trừng, chứ không có con mẹ gì cả nha. Trời ơi là trời, chị Lisa ơi là chị Lisa, chị phải chửi cái đảng đĩ khốn nạn này cho em hả dạ mới được. Trời ơi, trong khi đất nước cờ qua nghe tin bão lụt thì chính phủ di tản người dân đến nơi an toàn mà còn viện trợ đồ ăn. Còn trong khi đó ở trong nước thì bây giờ nó lợi dụng bão, bắt đầu là tất cả những cái nơi không có bão
bắt đầu nó đi đến tầng nhà nó kêu là phải ủng hộ thiên tai, cứ từ 18 tuổi cho tới 65 tuổi. Bây giờ nó không chịu luôn, nó nói trong nhà có mấy thành viên cũng phải đóng tiền. Trời ơi, mỗi một đầu người 150.000 đồng chị à. Trời ơi, con em mới đẻ ra, vợ em mới có bầu, nó cũng kêu là mỗi người phải đóng 15.000 đồng để mà tiền cứu trợ đó chị. À, nó khốn nạn vậy đó. Trời ơi là trời, ngàn năm một thuở, lâu lâu mới có bão. Hễ có bão là có tiền. Nhất là những thằng lãnh đạo ở Hà Tĩnh nó mong cho bão ào vô. Bởi vì khi mà bão vào thì bắt đầu là đây là một cái cơ hội ngàn năm có một. Rồi những cái tỉnh mà xa ở tại Hà Tĩnh, giống như là Tuốt ở dưới Chắc Cà Đa hoặc là Long Xuyên, hoặc là ở trong những cái huyện mà dưới đây là kêu bằng là Bình Minh sang sớm anh Sáu về thăm, ghé thăm làng quê được kia, ta nói không có bảo mẹ gì hết trơn, nhưng mà cũng phải đặt giả bộ sắp trổ để mà đi tới tầng nhà để mà kêu ủng hộ tiền bạc vậy thôi à. Mày thấy mưa không? Đó mưa nó hòa hát đó. Tao chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh nó không có bão, nhưng mà tự nhiên nó ảnh hưởng mưa xuống ào ào kìa. Bây giờ bắt đầu là sắp ta rổ đi để mà đi xin tiền. Đi xin. Tao nói trẻ sơ sinh cũng không chừa cho tao. Đó có cơ hội ngàn vàng rồi đó. Ở quỹ ban thành phố Hồ Chó Đẻ nó gom tiền mẹ nó đi. Rồi ở ngoài Hà Nội những nơi nào vùng sâu vùng xa, ở Tuốt trên cao nguyên, ở trên Tây Nguyên không có bão cũng là sắp tới để mà đi kêu đi ủng hộ bão lụt. Vậy thôi. Khốn nạn như vậy. Trời ơi, ngay cả công viên, công nhân viên chức thì tụi nó cũng trừ lương luôn. Tới chừng lãnh lương ra mọi người cái mặt méo xẹo hỏi ra mới biết rằng đã trừ đi 30.000 và bao nhiêu người nhân khẩu là đã bị khai ra. Bởi vì khi đi vào làm thì có khai sơ yếu lý lịch là có vợ, có con, có cha mẹ, cho nên nó cứ đè đầu có bao nhiêu người trong nhân khẩu là nó cứ trừ mỗi một người là 15.000 đồng. Cho nên trời ơi, lãnh cái chi phiếu ra bắt đầu lần tá quả tâm tinh, ai nấy cũng nhìn nhau không biết nói gì. Cái đất nước này chị ơi là chị, trời ơi là trời, sao sống nổi. Tao nói vui như ngày trảy hội là vậy đó. Nó lợi dụng cho bão mà. Tao nói cơn bão mà càng kéo dài là càng tốt thôi. Ở nước người ta, ta sợ bão tới đời sống người dân nghèo khổ, chứ ở Việt Nam mà có bão là nó mừng lắm, để mà nó rút tiền của quốc gia ra. Đâu rồi hội bảo trợ lũ lụt ở Việt Nam, đâu rồi cảnh báo lũ đồ kia, bắt đầu là nó kê khống lên. Thí dụ như cái cơn bão thổi ngang cái khu nhà đó mà chừng 10 căn nhà, cái nó khai lên là 100 căn nhà bị bão cuốn trôi. Chuyện nhỏ nó xé ra cho to, như đường xá thì bắt đầu là nó nói mẹ nó ra mày trông cho tao đi nghe không, trời ơi nước mưa nó đổ ào ào xuống, mày đem xe mà cần cẩu hủ lô hoặc là xe mà vấn đề là kêu bằng là cuốc đó, mày cứ việc mày làm như là trời đất vậy đó, mày giả bộ mày dơ lên cái mày làm cái búp ở dưới cái đường, cái mày cứ xới nó lên cho tao. Tao nói đường mà đang làm rồi mà tự nhiên nước nó ngập lên như vậy đó, mày xới dở lên cho lỗ chó lỗ gà đi, để mà sau khi mưa xong rồi nước rút xuống rồi thì bắt đầu là mình đề xuất lên cấp trên, mình chụp hình đây nè, đó bão lụt nó làm cho đường bị lở nè, cho nên phải làm đường lại. Mà làm đường lại thì giờ bây giờ chi ra 10 tỷ thì mày khai khống lên là 100 tỷ cho tao, vậy thôi à. Trời ơi là trời, Lisa nghe đầy lỗ tai, nó ngồi nó bàn với nhau ở trong đảng quỷ đó kia là nó bàn như vậy đó. Nó đâu ra mặt đâu, mấy thằng kia nó khôn ranh mà. Nó nói mày kêu mấy xe hủ lô hoặc là xe mà đi phá nhà người ta đó, xe mà cần cẩu đó, mày giả bộ mày cho nó chạy ra ngoài đường, rồi bắt đầu nó giả bộ giống như nó gây tai nạn, tự trên nó phục cái cơ cần cẩu xuống để mà nó xới mẹ nó đường lên, hoặc là lợi dụng biết không. Mày coi nhà dân mà ống nước nó đi vô đó, cái bắt đầu mày giả bộ mày phục mẹ nó xuống dưới để cho nó bể cái ống nước cho tao, rồi cái bắt đầu sau khi mà nước mưa mà nó sụt xuống rồi, bắt đầu mày lại mày nói trời ơi chị ơi sao chị không báo vậy, trời ơi là trời, trời ơi trời mưa nó biết làm sao, thiên lôi nó ghét gia đình chị quá cho nên nó làm bể cái ống nước của chị rồi, cho nên trời ơi là trời chị phải đóng tiền nước cao lên tháng này nghe. Tao nói nó lợi dụng cho có bão có mưa để mà tao nói chuyện nhỏ nó xé ra cho thành to như vậy đó. Chị ơi chị, trời ơi là trời, tụi chó đẻ đạn đỉ nó tập trận bắn tên lửa mà em thấy mắt địch chị ơi. Hôm 15 tháng 9 2017 chị nhìn coi nó thực tập kìa chị. Ở bên Mỹ nó thực tập gần cả ngàn tên lửa, bên Việt Nam mẹ nó mua con cá tên lửa nó để toàn ten như là cái thằng Hồ Chí Minh. Giống như cái con Hồ Chí Minh các bạn thấy không? Giữa một cái đồng quang hiu quạnh như vậy đó thử con cá tên lửa một à. Tao nói vui như ngày trảy hội.
cái tên lửa này đó là trị giá ít nhất đó là phải là kê khai lên là 4 tỷ. Các bạn thấy không? Đó, thử tên lửa, con cái tên lửa một vậy đó. Đó. Để coi hú sao. Chuẩn bị thử tên lửa đó nha. Để coi nó bắn sao, để coi bắn không khí. Trời ơi, đẹp quá trời. Trời ơi, nó bay xa ghê không? Đó rồi, 2 tỷ đồng thuế của Việt Nam, của dân Việt Nam đóng là kể như cúng rằm tháng 7. Khỏi cần nhang đèn, rồi xong. Đó, thử vậy là thử tên lửa đó. À, vậy là xong rồi đó. Là sao thử tên lửa ông Triệu lên trên đài? Có cần nhờ tao không? Để tao lên tao nói cho. Với thời kỳ văn minh, đảng ta đã tận dụng, đã mua được tên lửa Israel hệ mới, đã tối tân trị giá trên 4 triệu đô la Mỹ Kim, và chúng ta đã có hàng loạt gần hơn cả 100 tên lửa hiện đại. Đây là cuộc thử tên lửa quy mô của đất nước ta, của quân đội anh hùng. Có cần tao lên tao nói không? Để tao lên tao ngồi tao nói luôn cho xong đi, lên đài nói đi. À, bắn một tái tên lửa là phải nói bắn 1.000 tái tên lửa cho tao nha. Yeah. Cái lũ đạn địa tụi bay đó là phải vậy đó. Sao vậy? Sao bắn con trái một vậy? Hả? Trời ơi! Chị biết không? Khi nó thử tên lửa em lén trong nhà quay, chứ người ta đứng ở ngoài nó cũng không cho quay. Nó nói đây là bí mật quốc phòng. Thì đúng rồi. Người ta thử tên lửa nên ta báo cáo lên cấp trên, ta thử người quả tên lửa. Thiệt ra có một cái tên lửa một mà có một ơn một một cái tên lửa giống như thằng Hồ Chí Minh nó dựng đứng lên như vậy. Mà bây giờ em ra em quay rồi em đưa lên trên mạng. Rồi bây giờ nó báo cáo sao ngoài trung ương? Nó báo cáo thử 10 cái tên lửa à? Đâu có được. Cho nên an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, người dân tuyệt đối đừng có nên quay phim. Quay làm gì? Mày là tình báo phản động phải không mày quay? Hả? Tao đang thử tên lửa mày quay làm gì? Trời, tại vì em ngưỡng mộ quá, em quay không được. Ngưỡng mộ thì để ở trong lòng ngưỡng mộ thôi, nghe không? Tại vì xong xuôi rồi, ta còn phải trình báo đi ra trung ương nữa để mà người ta nhận tiền chứ. Trời đất quỷ thần thiên mẹ ơi. Một cái tên lửa phóng lên là ở trong ban biên bản là phải ghi là kêu bằng 100 quả tên lửa của Israel. Cứ một quả tên lửa vậy là 300 triệu đô la, thì cứ việc 100 tên lửa là cỡ như là bao nhiêu tỷ đồng để bỏ túi để xây nhà lầu biệt thự. Học biết mẹ gì trơn à. Mẹ nó có tao giả mặt chết mẹ tao bây giờ, đồ có tao dân đen ngu. Mày đặt đi ra quay rồi cái bắt đầu bon chen đưa lên mạng xã hội phải không? Để cho con Lisa Phạm nó đưa lên. Rồi bắt đầu là kêu bằng là nó đưa lên vậy rồi. Làm sao mà tao đi cây khóc được đó, vậy đó. Khốn nạn vậy đó. Đặc điểm mà à. Chị ơi, là chị du khách Trung Quốc đã gọi biển Việt Nam là Đại Nam Hải, biển của quốc gia Tàu Cộng rồi chị. Ừ, kệ mẹ nó đi. Khốn nạn là nó như vậy. Trời ơi, chị Lisa ơi, chị Lisa dân phản đối thi công, nó cho xe tải cán chết luôn kìa chị. Vụ việc này xảy ra ở tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi cho thi công tuyến đường nối liền khu kinh tế Hòn La với khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến Châu Văn Hóa, gọi tắt là đường Xuyên Á đó chị, thì nó vấp phải sự phản đối kịch liệt của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, 52 tuổi, và vợ là bà Nguyễn Thị Mơ, có nhà nằm bên tuyến đường. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thạch và hộ gia đình đã ký cam kết bằng văn bản, trong đó chính quyền cam kết làm mặt đường thấp hơn nền nhà của ông Nguyễn Văn Sơn 4 mét. Nhưng thực tế, mặt đường đang thi công hiện tại đã cao hơn sân nhà, sẽ gây ngập úng nhà của ông Sơn vào mùa mưa. Nên ông đi ra, ông bức xúc cản trở thi công, thì các thành viên gia đình ra phản đối thi công, thì bất ngờ được lệnh một chiếc xe ben lao thẳng tới, cán chết ông và ông dãy đành đạch và cán luôn tại chỗ chị Nguyễn Thị Thương, 26 tuổi, con gái của ông Sơn. Sự việc đang làm dấy lên lòng căm phẫn của quần chúng dữ dội. Họ tấn công đoàn thi công, lập tức chính quyền cho cả một bầy công an đầu trâu mặt ngựa tới để đàn áp, giải vây á chị. Quá sức là tàn nhẫn. Chị hãy đọc tin này và nhấn mạnh lên nữa để toàn dân căm phẫn mà môi gan uống huyết của bọn khốn nạn đảng cộng sản. Em cảm ơn chị, tụi em thương và quý chị nhiều lắm. Cho xe ben tắm cát mẹ luôn, cho xe cát mẹ chết luôn các bạn ơi. Đó, khốn nạn như vậy.
nghe người dân khóc chị đau lòng lắm. Thở đề na nhà ông bà mình từ đó tới giờ xây dựng rồi, bây giờ nó xây đường cho cao lên. Mà hãy đường lộ cao lên thì nước mưa nó tràn vô trong nhà. Trời ơi là trời, thằng Đảng Đĩ nó đã là làm cái bài nhạc rồi. Khắp đất trời biển rộng bao la, tức là nhà người dân ai ai cũng trở thành biển hết trơn, không thấy à. Ở tại Việt Nam là bây giờ là cái bài nhạc mà nó chơi cái màn chính trị đó, nó sáng tác cái bài nhạc đó. Khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi hoa la trổ hoa, chào mùa xuân về tới mọi nhà đó, không thấy à. Cho nên nước nó bao la như vậy đó, khốn nạn như vậy nhé. Khốn nạn như vậy. Trời ơi, xong rồi chị ơi, thằng Trịnh Xuân Thanh đã khai tất cả một loạt ship lớn đã dính vào lầm phòng lao lý. Nó cho bắt đầu nó đề xuất là tử hình thằng Nguyễn Văn Sơn, và nó bắt đầu là Hà Văn Thắm thì nó chuẩn bị nó xử chung thân. Trời ơi là trời, bắt đầu nó đấu đá lẫn nhau kịch liệt, chị tụng kinh cho nó đâm nhau còn tốt. Chị ơi, thằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã bất ngờ ký hợp đồng này với Mỹ về Biển Đông để chấp nhận cho Mỹ vào, quỳ lại Mỹ, liếp đích Mỹ, bú đích Mỹ, ăn cất Mỹ của lũ chó đẻ Đảng Đĩ kìa chị. Trời ơi chị ơi, Quốc Khánh cái đéo gì mà ở bên Campuchia mẹ nó ra người ta vấn đề là kêu bằng đó là mẹ người ta đạp lên cái cờ máu thác kìa chị ơi. Là nó thấy không, ở bên Campuchia đó nha, ở bên Campuchia bây giờ là nó đạp lên cái cờ máu tháng luôn, để cho cái lũ cờ đỏ tụi bay thấy nhục không, nó đi qua Campuchia bú liếm nó bệnh bệnh đi mà cái lũ chó đẻ tụi bay, cái lũ cờ đỏ tự xưng là biên bản kiểm kê xong rồi, là biên bản kiểm kê xong thì là bao nhiêu. Bạn coi là những cái sư sãi bên Campuchia nó đạp lên cái cờ đỏ, các bạn thấy không? Đó, nhà sư đó nha. Đó, nhà sư đó mà nó đạp lên như vậy. Đạp lên cái cờ đỏ máu thác. Đạp trên đầu thằng Hồ Chó Đẻ. Giết chết thằng Hồ Chó Đẻ. Lũ của tụi bay khốn nạn. Chị ơi là chị, đêm qua mưa bão nó quét qua thành phố Hồ Chó Minh, chị tụng kinh linh thiệt, làm tổn thất lên tới hàng ngàn tỷ đồng luôn. Trời ơi, chị còn cầu nguyện nữa, ta nói cô hồn nó linh lắm, các em tặng cành hoa cho cô hồn đi. Tao nói đó, tao đã đi Long Hải Đông Cung rồi, tao nói chuyện với Long Hải Đông Cung, tao kêu là phải là phun nước cho thật là nhiều để cho tàn bộ tạc kinh tế của tụi bay Đảng Đĩ tụi bay phải sụp đổ, nó làm tổn thất lắm chị ơi. Trời ơi, ý là mới có một cơn mưa thôi đó mà nó đã như vậy. Trời ơi, bão mà quét ra thì nguyên cái thành phố Hồ Chó Đẻ này chắc trở thành sông ngòi luôn chị ơi, trở thành biển luôn đó chị à. Chỉ có một cơn mưa mà thành phố Hồ Chó Đẻ bây giờ lụp bụp giống như là ở dưới miền Tây. Trời ơi, nước lên tới lưng quần, lên tới vú luôn chị à. Trời ơi là trời, khốn nạn vô cùng chị ơi. Em mong cho cơn bão nó thổi vào để cho chết mẹ thiệt hại kinh tế của Đảng Đĩ này đi chị à. Chị cũng mong như vậy đó. Thành phố Hồ Chó Đẻ nè, các bạn thấy chưa, đó mới có một con mưa thôi. Thằng nào ngục ở Việt Nam đó, mua xe nhiều vô đi, để tao cho nước mưa mai mốt đó, nó vô cho mày chết mẹ tụi mày. Bây giờ đó giá xe bắt đầu là đòi 20%, đánh thuế 20%, bây giờ xe mẹ nó ra nó bị ế sình ở Việt Nam rồi, bây giờ đòi giảm giá. Giảm giá đi đó, giảm giá là thằng nào ngục đại gia đại du nào đó ngục đi vô trọng mua toàn là xe đời thời để thời Bảo Đại ở trường đó, cho tao bay bỏ tật tao bay ngục. Ở bên Mỹ này người ta mua chiếc xe chỉ có 20.000, bên Việt Nam nó bán 100.000 đô mà cũng ngục đi mua, khùng. Bà đặt vậy mà cũng bà đặt. Chị ơi chị, trời ơi, người dân bắt đầu người ta đã bắt đầu là rình rập. Bởi vì con người ta đi học về đau bụng cho nên người ta rình rập, bắt đầu người ta phát hiện được là đem đồ ăn thiêu dồi không để mà đem vào trường nấu cho học sinh ăn, thì đúng rồi, cháu ăn bắt hồ nó khùng nó mới biết mẹ gì. Các bạn thấy không đó, đem ba cái đồ thiêu đồ thiêu đồ thiêu đồ thiêu bao vậy. Tao nói cái chế độ bạo quyền là nó như vậy đó. Lisa nói rồi, chị ơi, càng ngày nó càng sát nhập chị à. Bắt đầu nó thông cây cầu Bắc Luân 2 nói liền với Việt Nam, với thằng Tàu Cộng rồi kìa chị. Em nhìn thấy đau lòng lắm chị ơi.
Chị ơi là chị, giám đốc ngân hàng Ocean chi nhánh ở Hải Phòng đã vắng mặt bất thường tại nhiệm sở từ ngày 31 tháng 8 cho tới nay tìm không ra. Chắc nó độn thổ như tề thiên đại thánh rồi chị ơi. Trong khi nhiều khoản tiết kiệm của khách hàng đã bị báo lỗi là không có trong tài khoản ở trên máy tính ngân hàng. Ngày 13 tháng 9, một nguồn tin từ công an thành phố Hải Phòng cho hay bà Trần Thị Kim Chi, giám đốc chi nhánh ngân hàng Đại Dương Ocbank đã tại thành phố Hải Phòng đã không đến nhiệm sở công tác từ ngày 31 tháng 8. Làm cho công an đang tìm bà và đăng báo là tìm trẻ thất lạc. À mày tụi bay đăng báo đi, tụi bay đăng tìm người lạc đi đó. Khi đi bà Kim Chi này mặc áo màu gì, đem theo cái gì, đây hiện giờ đang ở đâu, xin liên lạc với công an tụi bay. Chi nhánh ngân hàng Ocbank tại Hải Phòng, hiện tại cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân khiến bà Chi đột ngột mất tích. Theo nguồn tin này, việc vắng mặt bất thường từ nhiều ngày nay của bà Chi có liên quan đến việc khoảng 20 sổ tiết kiệm tiền của người dân với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng gửi tại ngân hàng Ocbank chi nhánh Hải Phòng đã bị báo lỗi là không có tên ở trong trương mục. Hiện tại, hàng chục khách hàng không thể rút số tiền, người thì đập đầu, người thì khóc lóc, người thì than bởi vì không chịu vào nghe Lisa. Lisa đã nói từ hồi năm ngoái rồi mà ngục. Khi đến giao dịch ở tại chi nhánh ngân hàng, gần 20 khách hàng đều được trả lời là sổ không còn giá trị, phải chờ cơ quan công an kiểm định. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị Linh trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho hay khoảng cuối tháng 8 2017, sau hai lần kiểm tra tại hai văn phòng giao dịch của ngân hàng Ocbank tại đường Đà Nẵng và đường Lạch Trai thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, thì hệ thống ngân hàng đều báo lỗi số tiền 5 tỷ đồng mà chị Linh đã gửi tự nhiên không cánh mà bay. Chị Linh liền tới chi nhánh Ocbank tại đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thì cũng được nhân viên của ngân hàng kiểm tra nói rằng số tài khoản của chị và sổ tiết kiệm của chị không có ở trên hệ thống máy tính. Tương tự, một khách hàng khác được giấu tên cho hay, tôi mang tiền tiết kiệm đến chi nhánh ngân hàng Ocbank Hải Phòng để gửi, được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục và được ngân hàng trao sổ tiết kiệm. Vào đầu tháng 9 2017, khi tôi cần tiền, tôi đến ngân hàng để rút tiền thì được thông báo sổ tiết kiệm của tôi không còn giá trị và không có trong hệ thống của ngân hàng. Được biết ngày 7 tháng 9, hơn chục khách hàng đã đến ngân hàng Ocbank chi nhánh tại Hải Phòng để kiểm tra và đều nhận được câu trả lời sổ tiết kiệm đã không còn có hiệu lực ở trên hệ thống nữa. Và sẽ còn hàng trăm người, hàng ngàn người sẽ bị dính vào. Chỉ hiện tại đây mới có một ngày mà đã có 20 khách hàng có sổ gửi tiết kiệm tại ngân hàng Ocbank chi nhánh Hải Phòng đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới thống đốc ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng để chờ giải quyết. Bởi đi, 30 năm sau nó giải quyết cho tụi bay, đồ cái lũ con đen ngu ngục. Tao nói bởi lũ con đen ngu như lợn cho nên thằng quan nó mới trèo lên trên đầu. Nói rồi mà cũng đem tiền vô gửi, ngục như vậy, khốn nạn như vậy. Chị ơi, 218 lưu chiều dài toàn cầu là 618 mét, trong đó phía Việt Nam thi công hơn 150 mét với chi phí đầu tư khoảng 336 tỷ đồng. Rốt cuộc tưởng sao bây giờ bắt đầu nó khánh thành để cho dân tàu cộng đi qua đi lại tự do ở trên sông Bắc Luân. Lễ thông xe Bắc Luân 2 đã được ghi nhận chị à. Trời ơi, khốn nạn vô cùng chị ơi là chị. Trên cơ sở hiệp định giữa hai bên, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã tiến hành khởi công xây dựng cây cầu, rồi sau đó bắt Việt Nam phải đi vào để xây dựng. Sau khi ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tham dự lễ khánh thành cầu Bắc Luân 2, bắt đầu là ông ta vui vẻ và bắt đầu kể từ ngày hôm nay, người dân của Tàu Cộng đã hào ạt đi qua cây cầu để mà làm ăn. Các bạn thấy khốn nạn ghê chưa? Lisa đã nói rồi, nó sẽ từ từ nó làm hết. Nó sẽ từ từ nó làm hết. Đẹp ghê không? Ở bên kia, đứng ở bên đây nhìn thấy ở bên kia là của chữ Tàu luôn. Các bạn thấy khốn nạn ghê không? Đó. Thở nay xây cây cầu để cho Tàu Cộng nó tràn đi qua bên mình, mà tưởng sao xây cho nó đi mà phải tốn hết mẹ nó ra 365 tỷ. Trong khi lấy tiền thuế của con dân Việt Nam xây cây cầu cho Tàu nó đi qua mà mình phải bỏ ra 365 tỷ đồng tiền già hồ.
Rồi các bạn thấy đứng ở bên đây nhìn thấy chữ vấn đề là kêu bằng dò cháu quẩy ở bên kia, các bạn thấy khốn nạn ghê không? Đó. Trời ơi, thằng Tàu mà tao nói nó ngồi nó cười khúc khích. Cái lũ đầu bò ngu ngục. Cái lũ bác nó thằng Trọng luôn khốn nạn. Khốn nạn như vậy. Chị ơi là chị, để đáp lại là chính phủ Campuchia đã vấn đề là kêu bằng bắt đối thủ, mà vấn đề là kêu bằng là tự do dân chủ, cho nên Mỹ đã không công nhận, Mỹ đã ngưng cấp visa cho 4 quốc gia không nhận công dân mà Mỹ trục xuất, trong đó có thằng Campuchia đó chị. Từ từ thì nó sẽ chết thôi, các em yên tâm. Thằng khốn nạn này từ từ nó sẽ chết thôi. Nha. Yeah. Thằng Đảng Cộng sản nó đã làm lễ kỷ niệm 2 tháng 9 bằng tiếng Tàu mà cả nước Việt Nam của mình không ai biết được. Sự việc mà người ta gửi tin mật cho Lisa là ngay tại ở Ba Đình, nó đã làm lễ 2 tháng 9 bằng tiếng Tàu bởi nó nói thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là người Tàu đã đọc bản tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, cho nên ngày 2 tháng 9 cũng là phải để trưng cho ngày mà thằng chó đẻ Tàu Cộng là thằng Hồ Chí Minh nó sang để nó đọc bản tuyên ngôn. Nó muốn làm hài lòng thằng Tàu. Và ngày hôm nay Lisa nhận được rất là nhiều những cái tin liên quan tới chính trị nóng bỏng từ Campuchia và bảo ở bên Việt Nam. Vào ngày hôm nay là ngày 14 tháng 9 thì Hun Sen đã về nước sau 3 ngày ở bên Tàu Cộng. Chuyến đi lần này của Hun Sen là qua Tàu Cộng để nhận chỉ thị của thằng Tập Cận Bình, đồng thời ký các mật ước đối với Tàu Cộng. Cụ thể thì phía Campuchia đã ra thông cáo là Cam và Tàu Cộng có mối quan hệ thép, không thể bị chia rẽ bởi các thế lực thù địch nước ngoài. Phía Tàu Cộng thì ra 3 tuyên bố ủng hộ Campuchia và Hun Sen tối đa. Tuyên bố thứ nhất là từ Ủy ban Chính hiệp Tàu Cộng là để đảm bảo sự an toàn của Campuchia, Trung Quốc sẽ hợp tác với Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Tuyên bố thứ hai từ trưởng ban đối ngoại của Đảng Cộng sản Tàu Cộng là thằng Tấm Đào. Nó đã nói rằng Tàu Cộng muốn cảm ơn đồng chí, vấn đề là Samdes, người luôn ủng hộ lợi ích cốt lõi của Tàu Cộng. Quan hệ anh em giữa hai nước chúng ta rất mạnh mẽ, không có thế lực nước ngoài nào có thể chia rẽ được. Là anh em của nhau, nếu Campuchia phải đối mặt với những khó khăn, các bạn cũng có thể tìm sự giúp đỡ từ anh em Tàu Cộng. Và chúng tôi sẽ không ngoảnh mặt. Tuyên bố thứ ba là mạnh nhất, tới từ Phó Thủ tướng Tàu Cộng là Trương Cao Lệ. Nếu ông Hun Sen cần bất cứ sự hỗ trợ quân sự nào cho các dự án ưu tiên thì cứ nói với Tàu Cộng Trung Quốc. Với tình hình này thì Campuchia và Hun Sen đã hoàn toàn dựa vào Tàu Cộng, và Tàu Cộng đang ủng hộ Campuchia tối đa. Một khi Campuchia và Tàu Cộng bắt tay thì sẽ tạo thành liên minh quân sự cực kỳ nguy hiểm đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Hun Sen đã qua gặp Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng. Hun Sen gặp Tập Cận Bình. Và Hun Sen nâng ly với Tập Cận Bình. Các bạn thấy, rất là khốn nạn. Sau khi Hun Sen gặp một loạt các quan chức cao cấp của Tập Cận Bình để ký các mật ước, thì phía Tàu Cộng tuyên bố viện trợ tối đa cho Campuchia là 530 triệu đô la Mỹ. Số tiền này là tiền viện trợ không hoàn lại để giúp cho Campuchia xây hệ thống đường xá, cầu cống, công trình dân sự. Đây là miếng mồi ngon của Tàu Cộng để dụ dỗ Campuchia mua chuộc bộ máy cai trị Campuchia nhằm giúp Tàu Cộng có thể bành trướng sân sau và mạnh hơn nữa ở Campuchia. Sau khi Tàu Cộng hứa viện trợ thì phía Campuchia đã vỗ tay nhiệt liệt, mừng rỡ và hoan hô, lập tức ủng hộ Tàu Cộng và tuyên bố sẽ tuân thủ các mật ước đã ký. Như vậy thì Campuchia
đã sẵn sàng làm tay sai cho Tàu Cộng vì lợi ích của phe Hussein. Ngoài khoản viện trợ xây dựng 530 triệu đô la, thì Tàu Cộng còn viện trợ xe tăng và xe thiết giáp cho thủy quân lục chiến của Campuchia. Cụ thể Tàu Cộng sẽ viện trợ xe thiết giáp loại nước C-063C và xe tăng 063A cho thủy quân lục chiến của Campuchia. Cả hai loại xe này đều có quả lực mạnh, khả năng loại nước tốt, vận chuyển được đường sình lầy ở miền Tây, được nhiều quân lính Campuchia chuộng và chạy tốt trên địa hình sình lầy, sông rạch như ở tại Việt Nam. Theo mật ước đã ký, thì Tàu Cộng có thể viện trợ cho Campuchia tới 500 xe tăng và xe thiết giáp loại 063, tất cả là miễn phí. Campuchia không cần trả một đồng xu nào. Một khi quân đội Campuchia có xe tăng và thiết giáp này, thì sức mạnh của thủy quân lục chiến Campuchia sẽ tăng lên gấp 2-3 lần, dư sức đánh thọc sâu vào lãnh thổ của Việt Nam. Vì vậy, xe này lội nước, lội sình được, nên sẽ không bị địa hình Việt Nam ngăn trở. Trong khi quả lực thì dư sức áp đảo sư đoàn bộ binh và thiết giáp của Đảng Cộng sản, tình hình Việt Nam đang hết sức nguy hiểm vì Campuchia đang được Tàu Cộng giúp sức tận tình trong việc hiện đại hóa quân đội. Còn Việt Cộng thì chơi trò đu dây nên Mỹ chỉ viện trợ hiện hạn chế cho những cái liều. Đây là những đoàn xe thiết giáp mà Tàu Cộng đã bắt đầu là chuẩn bị để mà viện trợ cho Campuchia. Đấy. Nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, hết giờ rồi chị ạ. À. Ok. Lisa sẽ ngày mai sẽ tiếp tục theo những cái tin tức kế tiếp nữa, còn rất là nhiều tin tức về vấn đề là tình hình chiến sự ở Campuchia và Việt Nam nha. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin tức mà vấn đề là về chính trị, bão chính trị sẽ xảy ra ở tại Việt Nam cũng như là bão thời tiết sẽ ập tới Việt Nam. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Lisa hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Bye bye.